Có những người nghệ sĩ mà bằng chính đam mê, nhiệt huyết, khổ luyện và kỷ luật, họ đã giúp cho hai tiếng Việt Nam thân thương được vang lên ở khắp nơi trên thế giới, và họ đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần Việt bất khuất, kiên cường. Hy vọng rằng quốc rơi quốc nghiệp sẽ mang lại kết quả cao nhất, giúp cho Việt Nam vinh quang trên thế giới. Một lần nữa, Nutrilite rất hân hạnh đồng hành cùng quốc rơi quốc nghiệp chinh phục Guinness năm 2021. Quốc rơi quốc nghiệp đã chọn Nutrilite để cùng bổ sung thêm những cái dưỡng chất và những cái thực phẩm bổ sung, cho nên là Nghiệp cảm thấy mình tự tin hơn trong cái chuyến đi lần này.